Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 82. Đức Chúa Trời đứng trong hội Đức Chúa Trời, Ngài đoán xét giữa các thần. Các ngươi sẽ đoán xét chẳng công bình và ti vị kẻ ác cho đến chừng nào? Hãy đoán xét kẻ khốn cùng và người mồ côi, hãy xử công bình cho người buồn rầu và kẻ túng ngặt. Khá cứu vớt kẻ khốn cùng và người thiếu thốn, giải họ khỏi tay kẻ ác. Chúng nó không biết chi, cũng chẳng hiểu chi. Chúng nó đi qua đi lại trong sự tối tăm. Các nền trái đất đều rúng động. Ta đã nói, các ngươi là thần, hết thảy đều là con trai của Đấng Chí Cao. Dù vậy, các ngươi sẽ chết như loài người, sa ngã như một quan trưởng. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy đoán xét thế gian, vì Chúa sẽ được muôn dân làm cơ nghiệp. Chương 15. Vậy, chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ít và nên gương tốt. Vì Đấng Christ cũng không làm cho đẹp lòng mình, như có chép rằng: lời của những kẻ nguyền rủa Chúa đã đổ trên mình tôi. Và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Xin Đức Chúa Trời hay nhịn nhục và yên ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Giêsu Christ, để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy thì anh em hãy tiếp lấy nhau cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Và tôi nói rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì, đặng tỏ bày sự thành tín của Đức Chúa Trời và làm quả quyết lời hứa cùng các tổ phụ chúng ta, lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Như có chép rằng: bởi đó tôi sẽ ngợi khen Chúa giữa các dân ngoại và ca tụng danh Ngài. Lại có chép rằng: hỡi dân ngoại, hãy đồng vui cùng dân Chúa. Lại rằng: hỡi hết thảy dân ngoại, hãy khen ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài. Ê-sai cũng nói rằng: từ cội rễ Giê-xê sẽ nứt lên cái chồi cai trị dân ngoại, dân ngoại sẽ trông cậy chồi ấy. Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Hỡi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng anh em có đầy lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau. Nếu tôi đã lấy lòng thật dạng dĩ mà viết thư nói điều này điều kia với anh em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ. Bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi, nên chức việc của Đức Chúa Giêsu Christ giữa dân ngoại làm chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa và nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Giêsu Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời, vì tôi chẳng dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói và bởi việc làm, bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Illyri, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao tin lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác. Như có chép rằng: những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài, những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài. Ấy cũng là điều đã nhiều lần ngăn trở tôi đi đến thăm anh em. Nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong các miền này nữa. Vả lại, đã mấy năm nay tôi rất ước ao đến cùng anh em. Vậy nếu tôi có thể đi xứ Y-pha-nho được, thì mong rằng sẽ tiện đàn ghé thăm anh em. Sau khi được chút thỏa lòng ở với anh em rồi,
thì nhờ anh em sai đưa tôi qua xứ ấy. Nay tôi qua thành Jerusalem đặng giúp việc các thánh đồ, vì người xứ Macedon và xứ Achai vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng. Họ vui lòng làm sự đó và cũng mắc nợ các người đó nữa. Vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Giu-đa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giu-đa. Vậy khi tôi làm xong việc ấy và giao quả phước này cho họ rồi, tôi sẽ ghé nơi anh em đặng đi đến xứ Y-pha-nho. Tôi biết khi tôi sang với anh em thì sẽ đem ơn phước dồi dào của Đấng Christ cùng đến. Vậy hỏi anh em, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời, hầu để tôi được thoát khỏi những người chẳng tin trong xứ Giu-đê, và của làm phước mà tôi đem qua thành Jerusalem sẽ được các thánh đồ vui lòng nhậm lấy. Bây giờ tôi có thể vui mừng đi đến anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời cũng nếm mùi an nghỉ với anh em nữa. Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an ở với anh em hết thảy. Amen. Chương 20. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: Hãy truyền cho dân Israel mà rằng: Hãy lập các thành ẩn náu mà ta đã cậy Mô-sê phán cùng các ngươi, hầu cho kẻ sát nhân vì bất ý giết ai có thể trốn đó được. Các thành ấy dùng cho các ngươi ẩn náu khỏi kẻ báo thù huyết. Kẻ sát nhân sẽ chạy trốn đến một của các thành này, đứng nơi cửa thành, thuật sự tình cho các trưởng lão của thành ấy nghe. Các trưởng lão sẽ tiếp dẫn người vào trong thành, chỉ định cho một chỗ ở tại giữa mình. Nếu kẻ báo thù huyết đuổi theo, các trưởng lão chớ nộp kẻ sát nhân vào tay người, vì kẻ ấy giết người lân cận mình không có ý muốn, và trước khi vốn không ghét người. Người phải ở trong thành ấy cho đến chừng chịu đoán xét trước mặt hội chúng, cho đến chừng thầy tế lễ thượng phẩm đương chức qua đời. Kế đó, kẻ sát nhân sẽ trở về vào thành và nhà mình, tức là thành mà mình đã trốn khỏi. Vậy, dân Israel để riêng ra Kê-đe ở Galilee tại trên núi Nephtali, Si-chem tại trên núi Ê-phra-im và Kiriat Araba, tức là Hebron, ở trên núi Giu-đa. Bên kia sông Giô-đanh, phía đông thành Jericho, trong chi phái Ru-bên, họ chỉ định Bết-xe ở trong đồng bằng tại sa mạc, trong chi phái Gác, Ra-mốt tại xứ Ga-la-át, và trong chi phái Ma-na-xe, Gô-lan ở xứ Ba-sang. Đó là các thành chỉ định cho hết thảy dân Israel và cho khách lạ kiều ngụ trong đó, để người nào vô ý giết ai có thể ẩn núp tại đó được, hầu cho không bị tay kẻ báo thù huyết giết chết, cho đến khi ứng hầu trước mặt hội chúng. Chương 21. Bấy giờ các trưởng tộc người Lê-vi đến gần thầy tế lễ Eleasa, Giô-suê, con trai của Nun, và các trưởng tộc của những chi phái Israel, nói cùng họ tại Si-lô trong xứ Ca-na-an mà rằng: Đức Giê-hô-va đã cậy Mô-sê truyền ban những thành cho chúng tôi ở, và đất chung quanh thành đặng dùng cho súc vật chúng tôi. Vậy, dân Israel vâng mạng Đức Giê-hô-va, lấy trong sản nghiệp mình những thành sau này và đất chung quanh nó mà cấp cho người Lê-vi. Người ta bắt thăm cho các họ hàng Kê-hát. Những con cháu của thầy tế lễ A-rôn về dòng Lê-vi bắt thăm được 13 thành bởi trong chi phái Giu-đa, chi phái Si-mê-ôn và chi phái Bên-gia-min. Còn những con cháu khác của Kê-hát theo thăm được 10 cái thành của chi phái Ê-phra-im, của chi phái Đan và của phân nửa chi phái Ma-na-xe. Đoạn, con cháu Gẹt-sôn theo thăm được 13 cái thành của chi phái Isaka, của chi phái A-xe, của chi phái Nephtali và của phân nửa chi phái Ma-na-xe ở Ba-san. Con cháu Merari tùy theo những họ hàng của chúng được 12 cái thành của chi phái Ru-bên, của chi phái Gác và của chi phái Sa-bu-lôn. Dân Israel bắt thăm cấp cho người Lê-vi các thành đó với đất chung quanh, y như Đức Giê-hô-va đã cậy Mô-sê truyền dặn cho. Vậy, dân Israel lấy trong chi phái Giu-đa và trong chi phái Si-mê-ôn các thành có chỉ tên đây mà cấp cho. Con cháu A-rôn về dòng Kê-hát là con trai Lê-vi được các thành ấy, vì phần thứ nhất bắt thăm trúng về họ.
người ta ban cấp cho họ thành Kiriat Araba. Araba là cha của Anak, tức là Hebron ở trên núi Juda và đất chung quanh thành đó. Còn địa phận của thành và các làng nó thì người ta cấp cho Caleb, con trai của Jephune, làm sản nghiệp. Người ta cấp cho con cháu thầy tế lễ Aaron thành Hebron, là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân, và đất chung quanh thành Libna và đất chung quanh thành Giạc Thia và đất chung quanh thành Ethemoa và đất chung quanh thành Holon và đất chung quanh thành Debia và đất chung quanh thành Ain và đất chung quanh thành Yuta và đất chung quanh thành Bethshemesh và đất chung quanh thành. Hết thảy 9 cái thành của hai chi phái này. Người ta lại lấy trong chi phái Benjamin mà cấp cho họ Gabaon và đất chung quanh thành, Geba và đất chung quanh thành, Anatot và đất chung quanh thành, cùng Anmon và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Cộng các thành của những thầy tế lễ, con cháu Aaron, là 13 cái thành với đất chung quanh. Những người Lê-vi thuộc về họ hàng con cháu khác của Kê-hát được mấy thành trong chi phái Ephraim làm phần của mình. Người ta cấp cho họ Si-chem, thành ẩn náu cho kẻ sát nhân, ở trên núi Ephraim và đất chung quanh thành, Gê-xe và đất chung quanh thành, Kíp-sa-im và đất chung quanh thành, Bết-hô-rôn và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Người ta lấy trong chi phái Đan, cấp cho họ En-thê-kê và đất chung quanh thành, Ghi-bê-thôn và đất chung quanh thành, A-gia-lôn và đất chung quanh thành, Gác-rim-môn và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Lại lấy trong phân nửa chi phái Manasse, Tha-a-nát và đất chung quanh thành, Gác-rim-môn và đất chung quanh thành. Hết thảy 2 cái thành. Cộng là 10 cái thành và đất chung quanh thành cho những họ hàng của các con cháu khác của Kê-hát. Người ta cũng lấy trong phân nửa chi phái Manasse, thành Golan ở xứ Ba-san là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân, mà cấp cho con cháu Gẹt-sôn về các họ hàng Lê-vi và đất chung quanh thành ấy. Bết-e-ra và đất chung quanh thành. Hết thảy 2 cái thành. Lại lấy trong chi phái Isaka, Kishion và đất chung quanh thành, Đáp-rác và đất chung quanh thành, Giạc-mút và đất chung quanh thành, En-ga-nim và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Từ trong chi phái A-xe, lấy Mi-xe-anh và đất chung quanh thành, Áp-đôn và đất chung quanh thành, Hên-cát và đất chung quanh thành, Rê-hốp và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Cũng lấy trong chi phái Nephtali, thành Kê-đê ở Galilê là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân và đất chung quanh, Ha-mốt-đô-rơ và đất chung quanh thành, Cạc-than và đất chung quanh thành. Hết thảy 3 cái thành. Cộng các thành của người Gẹt-sôn tùy theo những họ hàng là 13 cái thành với đất chung quanh. Người ta cũng lấy trong chi phái Sa-bu-lôn mà cấp cho những họ hàng con cháu Mê-ra-ri, tức là những người Lê-vi sau chót, thành Dốc-nê-am và đất chung quanh thành, Cạc-ta và đất chung quanh thành, Đim-na và đất chung quanh thành, Na-ha-la và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Từ trong chi phái Ru-bên, lấy thành Bết-xe và đất chung quanh thành, Giác-sa và đất chung quanh thành, Kê-đê-mốt và đất chung quanh thành, Mê-phát và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Lại lấy trong chi phái Gác, thành Ra-mốt ở xứ Ga-la-át là thành ẩn náu cho kẻ sát nhân và đất chung quanh thành, Mahanaim và đất chung quanh thành, Hết-bôn và đất chung quanh thành, Gia-ê-xe và đất chung quanh thành. Hết thảy 4 cái thành. Cộng các thành cấp cho con cháu Merari tùy theo những họ hàng của chúng, tức là dư hậu các họ hàng Lê-vi, là 12 cái thành. Cộng các thành người Lê-vi ở giữa sản nghiệp dân Israel là 48 cái thành cùng đất chung quanh thành. Mỗi thành ấy đều có đất chung quanh. Hết thảy thành cũng đều như vậy. Thế thì Đức Giê-hô-va ban cho Israel cả xứ mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ.
dân Israel nhận làm sản nghiệp và ở tại đó. Đức Giê-hô-va làm cho tứ phía đều được an nghỉ, y như Ngài đã thề cùng tổ phụ họ. Chẳng có một kẻ thù nghịch nào còn đứng nổi trước mặt họ. Đức Giê-hô-va phó hết thảy kẻ thù nghịch vào tay họ. Trong các lời lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Israel, chẳng có một lời nào là không thành, thảy đều ứng nghiệm hết. Chương 22. Bây giờ Giô-suê gọi người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-xê mà nói rằng: các ngươi đã giữ theo mọi điều Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va truyền cho các ngươi, và có vâng theo tiếng ta trong mọi điều ta dặn biểu. Trong khoảng lâu ngày nay, các ngươi không có bỏ anh em mình cho đến ngày nay, và có vâng giữ mọi điều phải vâng giữ, tức là mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nên bây giờ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban sự an nghỉ cho anh em các ngươi y như lời Ngài đã phán. Vậy, hãy đi trở về trại các ngươi trong xứ thuộc về các ngươi mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi ở bên kia sông Giô-đanh. Song phải cẩn thận làm theo điều răn và luật pháp mà Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho các ngươi, tức là thương yêu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo đường lối Ngài, giữ các điều răn Ngài, chiếu mến Ngài và hết lòng hết ý phục sự Ngài. Giô-suê bàn chúc phước cho họ rồi cho họ về. Họ đều trở về trại mình. Vả, Môi-se đã ban cho phân nửa chi phái Ma-na-xê một sản nghiệp ở tại Ba-san, còn Giô-suê ban cho phân nửa kia một sản nghiệp chung với anh em mình ở bên này sông Giô-đanh về phía tây. Khi Giô-suê cho chúng trở về trại mình thì chúc phước cho và nói rằng: các ngươi trở về trại mình có đem của cải rất nhiều, có lắm bầy súc vật cùng vàng, bạc, đồng, sắt và áo sống phủ phê. Hãy chia cho anh em mình của cướp được nơi thù nghịch các ngươi. Vậy người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-xê lìa dân Israel tại Si-lô ở xứ Ca-na-an, đang trở về Ga-la-át là sản nghiệp mình mà mình đã nhận lấy theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va cậy Môi-se truyền cho. Khi đến trong địa hạt Giô-đanh thuộc về xứ Ca-na-an, thì người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-xê lập một bàn thờ tại đó gần sông Giô-đanh. Bàn thờ ấy xem thấy rất cao lớn. Dân Israel nghe được người ta nói rằng: kìa, người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-xê đã lập một bàn thờ trong địa hạt Giô-đanh đối ngang xứ Ca-na-an bên cạnh dân Israel. Khi dân Israel hay được điều đó, cả hội chúng Israel bèn hiệp lại tại Si-lô đặng kéo lên hãm đánh họ. Dân Israel sai Phinea, con trai thầy tế lễ Eleasa, đến cùng người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-xê tại xứ Ga-la-át, cũng có 10 trưởng tộc theo người, một trưởng tộc cho mỗi chi phái Israel. Mỗi người trong họ là trưởng tộc của hàng ngàn người Israel. Chúng đến gần người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-xê trong xứ Ga-la-át mà nói rằng: cả hội chúng của Đức Giê-hô-va có hỏi như vậy: sự bất trung này mà các ngươi đã phạm cùng Đức Chúa Trời của Israel là chi? Vì sao ngày nay các ngươi bỏ Đức Giê-hô-va mà lập một bàn thờ đặng phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va? Tội ác của Phê-ô gây vạ cho cả hội chúng của Đức Giê-hô-va mà đến bây giờ chúng ta chưa rửa sạch được, há là một việc nhỏ mọn cho chúng ta sao? Ngày nay các ngươi lại bỏ Đức Giê-hô-va ư? Vả, nếu ngày nay các ngươi phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va, ngày mai chắc Ngài sẽ nổi giận cùng cả hội chúng Israel. Song nếu đất các ngươi nhận được bị ô uế, thì hãy đi qua đất mà Đức Giê-hô-va đã chiếm lấy, là nơi đã lập đền tạm của Đức Giê-hô-va, và hãy lập nghiệp ở giữa chúng ta, nhưng chớ phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va, và đừng phân rẽ chúng ta ra mà lập một bàn thờ kình địch cùng bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. A-can, con trai Sê-rách, há chẳng có phạm một tội bất trung về vật đáng diệt, và cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va há chẳng nổi phần cùng cả hội chúng Israel sao? Và người ấy chẳng phải một mình chết vì tội mình đâu. Bây giờ người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-xê đáp cùng trưởng tộc hàng ngàn người Israel mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng biết điều đó, và Israel sẽ rõ. Nếu ấy là phản nghịch, nếu là bất trung cùng Đức Giê-hô-va, thì ngày nay chớ cứu chúng tôi. Nếu chúng tôi có lập một bàn thờ đặng lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nếu để dân của lễ thiêu, của lễ chay và của lễ thù ân tại đó,
nguyện chính Đức Giê-hô-va đòi lại chúng tôi. Chúng tôi có ý lập bàn thờ vì chúng tôi sợ con cháu của anh em một mai nói cùng con cháu chúng tôi rằng: các ngươi có chi chung cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel? Hỡi con cháu Ru-bên, con cháu Gác, Đức Giê-hô-va đã đặt sông Giô-đanh làm giới hạn giữa chúng ta và các ngươi. Các ngươi chẳng có phần chi nơi Đức Giê-hô-va. Như vậy, con cháu của anh em sẽ làm cho con cháu chúng tôi thôi kính sợ Đức Giê-hô-va. Bởi cơ đó, chúng tôi có nói rằng: chúng ta hãy lập một bàn thờ, chẳng phải để dâng của lễ thiêu hay là dâng hy sinh, nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và anh em cùng con cháu sau chúng ta rằng chúng tôi dùng của lễ thiêu, của lễ chuộc tội và của lễ thù ân mà giữ cuộc thờ phượng của Đức Giê-hô-va trước mặt Ngài, hầu cho về sau con cháu anh em không nói cùng con cháu chúng tôi rằng: các ngươi không có phần nơi Đức Giê-hô-va. Lại, chúng tôi có nói: khi nào họ sẽ nói điều đó cùng chúng tôi hay là nói cùng con cháu sau chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nói: hãy xem hình dạng bàn thờ Đức Giê-hô-va mà tổ phụ chúng ta đã lập. Nào phải dùng cho của lễ thiêu hay là dâng hy sinh, nhưng để làm chứng giữa chúng tôi và các ngươi. Chúng tôi ngày nay quyết không có ý phản nghịch cùng Đức Giê-hô-va và lìa bỏ Ngài, mà lập một bàn thờ khác hơn bàn thờ trước mặt đền tạm của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, đặng dùng nó dâng của lễ thiêu, của lễ chay và những hy sinh. Khi thầy tế lễ Phi-nê-a, các mục bá của hội chúng, các quan trưởng của hàng ngàn người Israel đi theo người, đã nghe những lời của người Ru-bên, người Gác và phân nửa chi phái Ma-na-se nói, thì đều lấy làm bằng lòng. Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, nói cùng người Ru-bên, người Gác và người Ma-na-se mà rằng: ngày nay chúng tôi biết rằng Đức Giê-hô-va ngự giữa chúng ta, vì các ngươi không có phạm tội bất trung này cùng Đức Giê-hô-va. Như vậy, các ngươi đã giải cứu dân Israel khỏi tay Đức Giê-hô-va. Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, cùng các quan trưởng từ giả người Ru-bên, người Gác ở xứ Ga-la-át, trở về xứ Ca-na-an cùng dân Israel, thuật lại điều đã xảy qua. Việc này, dân Israel lấy làm đẹp lòng. Chúng bèn ngợi khen Đức Chúa Trời, và chẳng còn toan kéo lên đánh người Ru-bên và người Gác, đặng tàn hại xứ họ ở. Vì vậy, người Ru-bên và người Gác đặt tên bàn thờ là Ết, vì nói rằng nó làm chứng giữa chúng ta rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.